Việt Nam thu về gần 1.250 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon cho Ngân hàng Thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Thủ tướng, thì Việt Nam đã chuyển giao xong 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới, qua đó thu về gần 1.250 tỷ đồng. Cụ thể, việc bán tín chỉ carbon nằm trong thỏa thuận chi trả phát thải nhà kính ERPA vùng Bắc Trung Bộ, được ký ngày 22 tháng 10 năm 2020 giữa Ngân hàng Thế giới và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn 1, nhà chức trách đã ký các văn bản chuyển giao 10,3 triệu tấn CO2 cho Ngân hàng Thế giới, trị giá 51,5 triệu đô la Mỹ, tương đương đến giá 5 đô la Mỹ một tấn. Đầu tháng 8, Ngân hàng Thế giới đã thanh toán tiền ERPA đợt 1 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 41,2 triệu đô la Mỹ, tương đương 997 tỷ đồng. Số tiền còn lại 10,3 triệu đô la Mỹ tương đương 249 tỷ đồng được thanh toán sau khi hoàn thành việc chuyển giao 10,3 triệu tấn CO2.